Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay em sẽ cùng với Vidac đi hết tất cả si trong Block Food để đánh bại những con boss ở từng si, trong khi chỉ sử dụng một món vũ khí duy nhất trong kho đồ của mình. Và những item tụi mình sẽ phải sử dụng sẽ đều phụ thuộc vào cái dòng quay siêu to khủng lồ này với tất cả trái quỷ, kiếm và cũng như là melee. Và nếu như con boss nào đánh bại được mình thì mình sẽ giveaway trái quỷ của con boss đó cho các bạn nha. Đang về bữa nay anh giàu vậy ta? Để xem coi tụi mình có thất bại hay không nha. Ok, đến như vòng quay đầu tiên để xem coi là mình sẽ ra được cái item nào nha các bạn. Mong là chát quỷ đi chứ mấy kia cũng khá lỏ nha. Ấy, Dragon Talon. Dragon Talon các bạn ơi. Ok, thì tụi mình đã có được Dragon Talon ở đây nha các bạn. Ui dạ, boss bam luôn kìa. Và đương nhiên con boss đầu tiên tụi mình sẽ là con Godzilla King. Đương nhiên là như vậy rồi. Em sẵn sàng chưa Phúc? Em sẵn sàng rồi đó. Ai quýnh nó trước, anh quýnh nó trước nha. Ấy, Dragon Lighter. Đúng. Ấy, gì con này yếu vậy? Trời ơi. Em còn không được quýnh nó nữa. Không xứng đáng làm boss luôn á, diện đấm một gục rồi. Ok, đến với vòng quay thứ hai nha các bạn. Để xem coi là mình sẽ quay được cái item ở đây. Con boss tiếp theo như là buggy phải, nên là cũng không cần vũ khí xịn lắm đâu. Quay. Xa đi. Ủa nhưng mà con boss là buggy rồi nó né hết kiếm của mình là sao? Ừ ha, phải không? Cái gì nữa? Ơi phải như phố con boss bất kỳ sao mình quýnh được nó. Ơi chết rồi, căng như ta. Ơi khoan để anh thử nha, để anh thử nha. Level 55 đúng không? Mày. Ôi. Ôi. Ủa sao anh vẫn quýnh nó được nè? Ủa phải không? Ôi. À bất kỳ lỏ. Ôi bất kỳ này bị lỏ hay gì á. Kiểu giờ nó có được 2-3 lần né hay sao? Em nhớ ngày xưa cầm kiếm là không mấy nào giết nó được luôn á. Ôi vậy là bây giờ bắt đầu nghi ngờ bị đắt rồi đó các bạn. Không biết nó có thật sự chơi từ hồi xưa hay không nữa. Thiệt mà bạn nào biết thì bình luận bên dưới đi chứ. Em nói qua giờ nó dốc đâu. Rồi thì đến với con boss thứ ba. Để xem coi món vũ khí của mình sẽ là gì đây. Mong nó sẽ là một trái ác quỷ nha các bạn. Chứ nãy giờ xài melee kiếm rồi thì đương nhiên bây giờ. Ui trái. Trái smoke. Ok thì bây giờ sẽ đến với con boss khó nhằn thật sự nha các bạn. Đó chính là con Alon The Saw. Nhìn mặt nó kìa. Cười dâm kìa. Nó cười điểu. Em nói gì vậy Phu? Nó dám cười điểu, cười dâm mình kìa. Phải giết nó thôi. Ừ vậy em muốn vô trước không? Ok đánh trước đi. Anh đề 3 cho nha. Để anh đề 3 cho nha. Smoke hay slam. Ê anh có năng điểm gì vậy? Rồi tại con này nó mạnh mà. Smoke. Ôi trái smoke này mạnh nè. Chiêu C. Rồi giúp anh cái phút ơi. Smoke blast. Ê mà con này đần quá vậy sao nó không quýnh anh vậy? Ê! À quên nữa, chiếc smoke này có vô hạn đam mà. Vô hạ hạn. Kìa hay kìa. Ê nhưng mà đam không cao lắm nha. Để anh kết liễu nè bằng cái này cho lẹ. Vô quýnh phụ rồi, đứng nhìn không vậy? Ai à? Mày nha Phú. Có lời em tin anh làm được mà. Rồi quýnh từ sáng tới tối rồi có thiệt cái nha. Thôi anh kết liễu nha. Con boss tiếp theo, let's go. Có được gì không? Không. Ok, và lần này tụi mình sẽ có được cái gì đây? Bây giờ mình sẽ win boss Yeti đó. Trái spin. Sao mình xui vậy ta? Thôi rồi, ăn với quay thôi nào Phúc, let's go. What the hell nè. Oh my god. Rồi vô quýnh phụ anh đi Phúc, con này lần này mạnh á. Dao cạo gió. Ấy dạ, chưa lít hả? Chiều nó tiếng Việt là gì vậy? Lóc cản phá. Rồi chưa ít. Chi xê là hiên không chảm. Chi dách là dao cạo gió hả? Dao cạo gió. Có thể nào dịch chi dách ra chiêu nào mạnh mạnh xíu được không vậy? Cái này cạo gió. Dao cạo gió nghe, phèn phèn sao á. Ê tính ra trái spin này combo ghê chứ. Combo mấy con boss mà kiểu nó đứng yên luôn kìa. Chuẩn, kết hợp. Ôi, ấy bay mất tiêu luôn rồi. Ấy anh nhặt được lông của nó nè. Ok, hoàn thành nhiệm vụ cạo lông con JT nha các bạn. Ok, nói chung thì con JT cũng khá đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua dòng quay của Bay Emerald để xem coi lần này sẽ là cái gì đây. Quay Yama. Chi xui. Gì xui xui? Yama, em lộ. Em người chơi lâu năm mà. Con boss này tính chạy ra ngoài kìa, thấy anh em mình nó sợ cái gì á. Mày chạy. Ui, cây Yama này quýnh vô mấy bức tường nó sẹt lửa kìa, thấy không? Đây, của đâu em rồi, được cộng với 400 điểm từ 600 battery. Ui ghê vậy. Mày, ui quýnh thục rồi. Thôi anh hết mana luôn rồi, sao nhanh hết mana vậy? Ủa rồi, đâu rồi? Quầy, what, nó chạy dữ rồi. Mày núp. Ấy, gì vậy? Dễ hả? Anh chém nó chết rồi, anh kêu dễ. Hình như cái kiếm của mình mastery cao quá hay sao á. Hay đến giờ quay tiếp theo các bạn, mình mong là sẽ ra trái quỷ đó lỏ xíu. Chứ mình thật sự cảm thấy là mấy cái món vũ khí của mình quá mạnh với mấy con boss luôn á. Cây kiếm gì đây? Ủa, gì lạ vậy? Cây kiếm hai đầu. Bê vãi luôn á. Coi nó bự kìa. Chọt cái chết. Ai mà hai này kiếm nó cũng bự nha. Để xem coi ai là người thắng cuộc đấu kiếm này. Tao kiếm tao bự hơn. Kiếm, ôi, đau. Mày sao, ui ghê vậy.
có vũ khí, mình phải đứng ở ngoài quan sát rồi. Để em, để em làm tăng cơ, để em làm tăng cơ. Em không có đồ hả? Không sao, để anh gánh cho. Ôi hụt luôn rồi. Đây anh, đây anh, tin anh sẽ né chiêu, né chiêu. Ây da, cuộc đấu kiếm này, cuộc đấu kiếm này khó với mình quá. À quên nữa, anh là ông chùm lỗ bung mà. Lại đây, lại đây, lại đây. Trời ơi, các bạn thấy gì không? What the hell? Bị gọt đi các bạn ơi, này hack rồi các bạn. Ngày xưa mình chơi đâu có làm được gì đâu. Trời ơi, ơi mày. Easy. Sao làm được hay vậy ta? Thôi thì với cái lỗ bung hồi nãy cũng khá đơn giản luôn các bạn. Quýnh boss đúng là điều easy nhất thế giới mà. Để xem coi trái quỷ tiếp theo của mình là gì đây. Ui ra trái quỷ thiệt luôn kìa. Và đó chính là trái Rocket. Hên là đang ở C1 nha các bạn. Chứ C2 mà xài mấy trái này coi như bỏ luôn rồi. C3 chứ lộn. Rồi em có trái Rocket không? Đây đây phải rồi, có. Rồi bắn đi. Tên lửa đạn đạo. Mày nếu các bạn không biết thì trái Rocket chính là một trong những trái có đam cũng khá là to á. Chứ hồi xưa trái Kilo làm gì có chiêu cỡ này. Ngủ hay gì kìa làm. Ơi sao nó làm gì nó ngủ hả? Thức dậy đánh với tao đi mày. Ôi anh bắn hụt hết trơn luôn rồi. Anh bắn hụt hết trơn luôn rồi. Mày không chịu làm quà hả mày? 2 phút ơi. Yes sir. Và đến với con boss cuối cùng ở hòn đảo này, Doflamingo phiên bản V1. Ok, để xem nhà quay tiếp theo sẽ cho mình món đồ gì để quýnh với con Doflamingo phiên bản lõ này nha các bạn. Mong là ôi nè, trái Phoenix. Hay mặc dù trái Phoenix này mình cũng không thích dùng như lắm nhưng mà thôi kệ, các bạn biết tại sao không? Nó mới có V1 rồi các bạn ơi. Em không có trái Phoenix, em dùng trái thể John Falcon nha. Trời thiệt luôn hả? Thôi được rồi, em đứng ở ngoài giùm anh luôn đi, anh quýnh nó cho. Ui lần đầu được dùng trái xịn Fat nha. Fat kick không xịn lắm nha, cái này nó đâu có V2 đâu, anh xài V1 mà. Chiêu ép cũng có cái chiêu rơi xuống ở lên. À đúng rồi hay ta. Ê nhưng mà nó cũng có chiêu kéo lên xuống mà. À trời, con boss này nó thông minh dữ vậy. Mày anh sắp hết mana rồi, trái này nhanh hết mana quá. Rồi hãy xem nè. Fat kick đụng pháo đụng. Ai đi lên ngọn lửa của tao đây, chạy vô ngọn lửa đi. Ây da, bố ơi em né chỗ khác giùm anh được bố ơi, em chết bây giờ đó. Đây đây, hồi máu cho anh, hồi máu cho. Ôi, hay kìa, hay kìa. Ui, nó làm gì vậy, nó làm gì vậy, biến hình hả? Mày ảo hả mày? Mày đâu phải là Doflamingo V2 đâu, mày làm gì vậy? Đòi biến hình nữa chứ. Ok, đến với con boss tiếp theo, Đô Đốc Nhung Nha. Mình nghĩ là chúng ta phải cần cái trái quỷ đó thật sự nghiêm túc rồi đó nha các bạn. Bởi vì mình nghĩ là cái vòng quay nó thật sự muốn mình nghiêm túc với các bạn. Thì bắt đầu quýnh boss thôi, em sẵn sàng nha. Ai em bị nó quýnh gần chết luôn rồi hả? Gì lẹ vậy? Cái spring này là mạnh lắm nha, các bạn đừng nhận. Canon, ui da, ui da. Ê, chưa về thì chưa mạnh nhất đúng không? Để xem coi là làm được gì đây. 558 máu. À, nghĩ chị em mạnh nha Phúc. Chiêu ép. Trời ơi ơi. Sao á, nhìn nó hài hài sao. Ờ nó chứ cũng ngon chứ đâu có tệ Phúc. Kệ đánh nó không đứng dậy được luôn. Ờ quýnh nó cứ xỉu xỉu hoài luôn kìa. Ây da. Ủa quýnh hụt luôn, quýnh heo. Chị cũng may da nữa. Mày đứng dậy được. Ui anh bay ra ngoài luôn rồi. 1k9 đam, 2k1 đam luôn. À, em đẩy nó xuống lava hơi chết không. À thôi. Cố lên, điểm cố lên, đi, lên, ơi. Lên dứt điểm đó. Let's go. Yes, ai thật sự là mình quá chán với trái lỏ đó bạn. Mong là lần này sẽ quay ra được một trái quỷ xịn một xíu nha. Ui. Wow, xịn nha, yes, xịn nha. Sir. Cũng được các bạn ơi, cũng được các bạn ơi. Nói chung là trái này cũng khá là ngon, không có tệ. Bắn tùm lum luôn. Em sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu luôn đi. Bắn tùm lum. Mày. Ui ui ghê vậy, ghê vậy. Chứ biết hả? Mày. Ui nó quá trắng kìa, nó già rồi. Ui sao nó già nhanh vậy? Con này là cha của Alon đúng không? Ê ổn quá, chắc ma nó quýnh nghe ổn vậy. Sao hồi nãy nó chịu nổi? Ôi. Chết luôn rồi. Đơn giản vậy. Sức mạnh của mấy trái xịn xịn ở đây sao? Hay đúng là quá thỏa mãn các bạn ơi. Để xem coi lần này mình sẽ có tiếp tục ra được trái quỷ xịn nữa hay không nha. Ui, trái Venom. À. Hoài em mùi tưởng trái đất nữa chứ. Và con boss tiếp theo của mình đó chính là con Whisper này. Ui gì vậy? Ủa sao anh thành xăng tóc đỏ này? Nãy giờ có xài chứ gì đâu. Ủa gì kìa? Người da đỏ nè, này người da đỏ nè, em người da đen, còn anh là người da trắng. Đủ chủng tộc trên thế giới luôn. Hay ha, hay ha. Rồi vô quốc nè. Bắn độc, hút độc nó Phúc. Ui da, sao nó có pháo vậy? À này đánh rớt ra nguyên khẩu bazooka luôn mà. Ơi ơi ơi, hên lần này có trái quỷ nha. Sao tự nhiên nó chơi pháo luôn vậy? Sức mạnh Venom. Ơi mạnh kìa, mạnh kìa. Quá hình luôn, quá hình cho nó biết. Địch một cái đồn. Ơi hết thấy đâu luôn rồi Phúc ơi, hết Ken rồi, hết đâu rồi. À, chết đây, chưa, đây, chết đây, chưa. Đây 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 đây, chưa chết chưa chết. In. Rồi. Quá đơn giản luôn. Ok, và tới con boss tiếp theo đó chính là Enel. Để xem coi là mình sẽ sử dụng cái món đồ nào đây nha. Midnight Blade, kiếm bóng tối. Em có cái này không? Có, bán dạ kiếm. Ờ, em cũng có cái này phải không? Em vô quýnh nó trước đây. Nãy giờ không thấy em quýnh gì chơi vậy? Toàn em quýnh không mày. À combo luôn, combo luôn. Rồi, hay, hay, hay. Ơi, hụt kìa. Ôi, em gạo rồi, mới đây nửa cây máu rồi đấy anh. Để anh, ơi.
Anh cũng mới combo hút luôn rồi má. Hai đang cũng phụ cho. Đầu tiên là chị dách này đúng không? Rồi sau đó là chiêu ít. Trời trong lúc này em chém hụt luôn á. Ôi sao chiêu ít hụt hoài á. Chiêu dách. Rồi em đừng giành, em đừng có giành với anh. Em đừng có giành với anh. Ui không kịp ngáp luôn các bạn ơi. Hai anh em mình đấu kiếm ghê quá, xong kiếm hợp bích nè. Ok, đến với con boss cuối cùng của C1, đó chính là con Cyborg, để xem coi là mình sẽ ra được cái món đồ nào đây nha các bạn. Và đó chính là trái Ace. Wow, một trái thuộc hệ nguyên tố nữa các bạn ơi. Và đương nhiên rồi, nó sẽ không quýnh được mình đúng không? Tại vì mình thuộc hệ nguyên tố. Không phải các bạn ơi, hình như lộn hay rồi. Ủa em xài trái A1 hả? Hai người vậy mới hay đó. Kỹ băng hà. Quýnh thường đâu, quýnh thường đó. Ôi dạ. Em địch hả? Má em địch nữa. Mỗi lần đánh boss này là anh kêu mình địch rồi các bạn. Em thừa nhận đấy. Ui quái vậy. Con xe boss nó xài với góc két đó. Đóng băng. Chém. Hay đúng rồi. Cứ hợp rồi đi. Đi vô là bị dính luôn mà. Tới anh nè, bắn chim nè. Nó lạnh lắm rồi đó, nó đi hết nổi kìa. Chim băng. Ôi về đất chết rồi. Ấy kìa. Rồi thôi là bro, em đừng có địch nữa bro. Em mới hai lại lần. Đi cái boss này nó địch, nó kiểu what the hell luôn á. Địch hai lần boss một video luôn, đúng là chuyện này không thể chấp nhận được mà phốt. Rồi một mình anh cũng đủ để kết liễu boss này các bạn ơi. Con chim, đó, bão tuyết. Và sau đó là chiêu V, bùm. Ui, được drop item luôn nè. Mắt kiến ngầu, á đồ. Ngầu dữ nha, không thấy gì luôn, ngầu à. Ok, vậy sau hai lần địch của Vidac thì chúng ta đã lên được C2. Và con boss đầu tiên ở C2 đương nhiên đó chính là con boss Diamond rồi. Để xem coi mình sẽ sử dụng item nào để quýnh với nó nha các bạn. Ơi, leo bát hả? Yes sir. Rồi, đây chính là leo bát nha các bạn, nhìn khá là ngầu quá, xem nè. Biến hình leo bát. Ai da, chưa quýnh thường nữa mà nó quýnh anh rồi. Mày láo, mày né hộ. Chứ đôi boss này mạnh quá à. Mày xài với đôi boss quýnh boss chóng mặt quá à. Hai thằng quýnh boss nó văng tùm lum tùm la. Ôi, văng cái cây luôn. Cái này em cũng biết lâu rồi. Chắc có mình em biết á. Ôi, coi anh đá nó ba anh dài quá, coi văng luôn kìa. Thôi anh cho, anh mới là người kích liễu nè, anh kích liễu đó. Em giết rồi em. Thôi em muốn hơn anh thì coi như em giết đi. Ok, và item tiếp theo là gì đây? Và item tiếp theo đó chính là cây Rengoku, kiếm sĩ diệt quỷ. Thì con boss tiếp theo đó chính là con ở trên cái núi này đây. Thằng này là thằng nào ta trong anime? Này là thằng Lò Xo, đệ của Doflamingo. Ồ, hay rồi ta. Được rồi, hôm nay nhân danh kiếm sĩ diệt quỷ, anh sẽ tới giúp nó, anh là Genesu, let's go. Anh biết, anh giỡn thôi. Rồi, anh sắp hết mana rồi ơi. Đừng tấn công tao, tránh xa tao ra. Mày. Từ, gồng chiêu cái. Coi nè. Cú chém lửa. Ui da, hụt rồi. Ây da, Phúc ơi. Đổi đầu nhanh đi Phúc. Ây da, 49 máu. Cú. Nè, nguy hiểm quá, tránh xa tao ra. Cú chém lửa. Ui. Oh no, vậy là mình đã bị con boss xài trái lò xo đánh bại các bạn ơi. Nên là các bạn hãy nhớ comment tên của bạn xuống để mình có thể tặng ngẫu nhiên một bạn một trái lò xo vĩnh viễn nha. Mình chắc các bạn cũng không thèm đâu. Trời ơi, anh chạy lại chỗ này cái hết mana luôn rồi. Em có vũ khí đang quýnh nó phố. Thôi rồi, bây giờ anh sẽ chơi hai mạng của em nha. Em đi ra đi. Mày láo solo. Ui, drop item của nó luôn nè. Ui, cái áo tròn lông đen các bạn ơi. Ngầu dữ vậy. Mà hôi mùi gì á. Hai mùi dối. Là cái gì? Hai mùi dối là hôi mùi dối. Đừng nói từ đó. Ok các bạn ơi, pha nãy cũng hài á. Nó thiệt sự là vậy đó nha. Nhưng mà để xem coi item tiếp theo của mình là gì đây. Mình không muốn một cái món vũ khí nào mà Vidac không có nữa. Thật sự quýnh một mình khá là khó các bạn. Và Triple Katana. Không có cây đó nữa. Em không có Triple Katana luôn. Em không phải là Yogo rồi. Hồi xưa anh chơi á, anh mua cái kiếm này nè. Tại vì anh muốn làm Yoro. Ui, đẹp vậy hả? Wow, ui ngầu vãi. Ui chiêu đẹp quá các bạn ơi, kiếm này chiêu đẹp vãi. Anh có cái mẹo quýnh đó nè. Ui. Từ phút qua anh cầm cái hồi máu em giữ chân nó xíu được không? Nãy không quay ra chết direct á. Quay ra chết direct chắc tiệt chủng luôn quá. Da thiên thạch dữ vậy cô. Mày láo. Ui nữa hả? Sao sờ băm vậy ta, nãy hack cho em thôi. Sao nó hồi chiêu liên tục vậy, nó hack hả? Vậy chứ rồi tuy mạnh như trái của con này thì hay biết mấy. Để anh tự solo với nó được rồi. Mày rồi bật xe bót lên chạy một vòng rồi được. Mạnh quá xe bót ơi. Kết liễu. Wow. Yes sir. Anh nhận được cục thiên thạch gì nè. Ok, mặc dù nãy hơi khó khăn nhưng mà không sao các bạn ơi. Đến giờ quay tiếp theo nào để xem coi là được cái gì đây. Kitsune đi, đừng.
Ok, và đến với con boss tiếp theo đó chính là con Doflamingo. Và đương nhiên là Vidac nó cũng không có trái spy nữa. Anh thiệt sự giờ anh không biết là em có cái gì đúng không Phúc? Tao mệt mày quá trời Phúc ơi, không có phụ được cái gì hết trơn á. Mày láo, ai da, ai da. Ê, nó quýnh anh gớt cái chết quỷ gì vậy? Ê, anh có chiêu lăng nữa nè, chiêu mạnh nhất của anh. Let's go. Ê, mà tính ra cũng yếu chứ, mới đây nửa cây máu kìa. Đây nè, coi anh lăng nó trước khi là... Ơi, ơi, nó counter anh hả? Nó biết counter chiêu mà nó... Ôi, V2 kìa, nó V2 kìa. Mày láo. Rồi, xong luôn. Ui, sao nó quýnh sao vậy? Anh sắp chết rồi, còn 1000 máu à. Để anh. Ôi da, ai da. No. Ai sẽ là người chết đây, anh hay nó? Mỗi thằng một máu, yes sir. Mẹ điên vãi, đúng 100 máu luôn á. Ok, và con boss tiếp theo mà mình phải đối đầu đó chính là con Smoker. Một con boss khá là mạnh ha, nên là mình muốn một cái gì đó nghiêm túc một xíu. Wow, và nó cho mình kiếm của săn tóc đỏ. Lần này em có cái cyber không vậy Phúc? Nói với anh đi, nói với anh là có đi. Ờ, có, lần này chắc chắn có. Thôi em vô trước đi, nãy giờ anh quýnh nhiều rồi, cho em vô trước đó. Ôi ôi ghê vậy. Ủa sao con Smoker này yếu quá vậy? Con boss này lỡ quá các bạn ơi. Ôi anh quýnh nó xíu chết rồi. Ủa gì léo vậy? Anh quýnh nó có xíu mà 10.000 máu luôn á. Rồi con boss Smoker nãy mình tưởng nào ở C1 các bạn, gì mà yếu vậy? Để xem coi lần này mình sẽ được item gì để đối đầu với lại đô đốc Aokiji nha các bạn. Và đó chính là Kitsune đi. Trời, chết T-Rex hả? Thôi mình nghĩ chết T-Rex là cũng đủ để đánh bại con boss Aokiji lỏ này Phúc ơi. Ê, mà hình như là xài V2 đúng không? Ơi cũng căng à, vô ơi. Quất mày. Để anh hút nó nè, anh hút nó nè. Phúc đập nó đi Phúc. Rồi, anh bị đóng băng rồi Phúc ơi, Hàng này cũng yếu à. Tính ra con Doflamingo mới mạnh á. Ui thay phiên cho hút đập nó nè Phúc. Rồi bị dồn trên góc tường luôn rồi. Ấy, văng đâu rồi? Ôi mà tính ra con này yếu à. Có dạng V2 không? Ui yes sir. Hình như lúc đầu tụi mình đã phải chịu đựng quá đủ hay sao á, giờ cho ra chiếc quỷ xịn không à. Ok, và con boss cuối cùng ở C2 đó chính là con triệu hồi Cbiz 10 mò bao ti. Để xem coi lần này mình sẽ sử dụng trái gì đối đầu với nó nha các bạn. Trái lai. À trái này tính ra cũng ngon chứ, hồi đó giờ cũng xài trái này đi farm không chứ đâu. À giờ thử thách không sử dụng chiêu được không? Mày không xài chiêu nha Phúc, không xài chiêu nha. Thôi xài chiêu Phúc ơi, xài chiêu ơi. Anh còn có 1000 máu à. Ôi cái gì vậy? What the hell cái gì vậy? Em dí con Cbiz đi Phúc, Con Cbiz này mạnh quá, đánh bại con Cbiz đi. Anh quýnh boss cho. Em cầm chân con Cbiz đi nha, anh quýnh boss cho. Thằng này mạnh quá các bạn ơi, đúng là boss cuối mà, chùm cuối. Đánh boss lại ơi. Hay kìa, anh em mình kết hợp đỉnh quá. Ây da. Anh núp mới được con Cbiz nó bắn dữ quá. Hay Phúc ơi, kết liễu, đánh kết liễu cho. Mày, ơi. Rồi, được rồi. Để anh. Mày. Anh giết nè, yes sir. Ui, nó rớt ra cái Dragon Trident cho anh luôn nè. Ôi hên chứ hả, em gớt được chìa khóa luôn hả. Rồi mà anh nhặt được cái Dragon Trident nè. Ok, thì cuối cùng tụi mình cũng đã lên được C3. Để xem coi là những con boss tiếp theo mình sẽ sử dụng vũ khí nào để quýnh nó nha các bạn. Gần như là end game rồi đó. Chuẩn luôn, đến vòng quay tiếp theo nào. Để xem coi item nào sẽ là item đầu tiên ở C3 đây. Katana, what the hell. Cây kiếm đó em còn không có, nó cho một cây em có được. Và đương nhiên rồi, với đất nó cũng sẽ không có cái này luôn nha các bạn. Không biết sao nữa, thằng này lỏ vậy. Thôi đem phụ anh bằng tay không nha. Vậy không có gì sao quýnh được. Sao không. Ôi tay không cũng bị đắt ghê đi. Hay á, cũng được. Ây da, sao em quýnh anh? Mà cây này quýnh mạnh quá Phúc ơi, nó quýnh có mấy chục đêm lần à. Không sao, hai thằng các bạn, 2-1, không chột cũng què. Tấn công nó đi. Em đi ra. Ui da, 1000 máu cuối cùng. Ui 5600 máu rồi, đúng là tập sai boss mà. Quá dữ. Nhưng mà con boss này quýnh vẫn quá đau, chứ bơm mạnh nha ta. Đỡ hộ, combo top 1 lock foot. Ôi. Anh em kết hợp đỉnh vãi. Ai. Ê Phúc dùng bung quýnh nó đi Phúc. Ra đây. Vũ ra đây nè. Đó đúng rồi, vũ chạy lại. Rồi mày xong. Ây da, ui hay quá vậy. Ôi nhưng mà cũng khá là easy các bạn ơi, 2-1 mà. Ok các bạn ơi, tiếp tục đến vòng quay tiếp theo nào. Mong lần này nó ra mình món vũ khí ngon xíu nha, chứ giờ đang ở C2 đó chứ không phải là C1 ở đâu. Fan cần. Wow, mình không ngờ là chúng ta phải sử dụng trái fan cần này luôn á. Ui em làm gì vậy, quấy gói người ta hả mày. Chơi nó Phúc. Ui nó bay kìa. Gì boa hàng cốc ta làm gì cũng không bị. Coi TikTok quá, 180 phút. Mày. Ôi sao em đỏ máu rồi vậy Phúc. Rồi về đất. Em ổn không vậy? Mày dám đánh bại với đất hả? Gió thổi qua tay, chiêu xe đó gì? Ây da, đấm anh kìa, bóp nét dưa hấu. Rồi chiêu ít, gió thổi qua tay. Chiêu E là vuốt sắt đúng không? Vuốt sắt. Ây da, con này mạnh quá.
Rồi rồi rồi, xong rồi, win rồi, win rồi, win rồi. Đúng rồi, nhà anh lay anh hết các bạn ơi. Chuyện gì cũng phải ơi. Mày xạo hả bon câu? Hey, khá là khó khăn nha các bạn, nhưng mà nói chung cũng vui. Tại giờ mới biết bị đắt nó gà cái nào. Được rồi, con boss tiếp theo mình nghĩ nó cũng sẽ mạnh mạnh ngang bon cốc đó nha, nên là làm ơn đi. À, mình không ngờ là chúng ta phải sử dụng cây chì gai để quýnh với con boss này luôn các bạn. Em có cái này không vậy? Vậy lên phải quýnh một mình nữa hả? Ôi, vãi cái chưởng bị đắt thiệt chứ các bạn. Cây chì gai này phế vãi Phúc ơi. Ê, nó còn có hiệu ứng quýnh xa nữa kìa. Nè nè, cái quýnh thứ ba nó đập cái đùng rồi thấy không? Ê, cũng được á, cũng được á. Không tệ nha, không tệ nha. Rồi rồi, tộc sẽ boss sẽ xử lý mày. Vũ khí tao yếu nhưng mà tộc tao thì mạnh. À, anh dồn vô góc, anh dồn vô góc. Má không dồn được, không làm nó bung bằng cái này được. Chắc kết thúc ở đây quá, sắp đi rồi, hết máu mất. Được kìa, nó còn có miếng máu rồi lên ơi. Anh cũng đâu còn nhiều đâu Phúc. Để coi ai sẽ là người chiến thắng. Ai ui hay. Ok, thì đến với vòng quay tiếp theo nha các bạn. Thì hồi nãy là mình nhường cho nó thôi, chứ nghĩ sao con boss Kilo có thể đánh bại được anh Crazy Lion chứ. Và trái quỷ tiếp theo đó chính là trái Sen. Ôi, lần này em có trái San không vậy Phô? Em có, em đang xài luôn nè. Rồi rồi, top 10 người tôi luôn tin tưởng là em á nha. Wow. Lần này chúng ta có thể tin tưởng Vidac rồi các bạn ơi. Vô đi. Ôi, Vidac mạnh người ta. Lốc xoáy cát. Chạy 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 chạy, chiêu V V2 luôn hả? Coi chiêu V của anh Phô, coi chiêu V nè. Chiêu V. Ôi, con dắt năm cũ chiến này chắc chịu không nổi quá. Thiên Lý ơi, em ở lại được không? Ca là em hát hay hơn á. Anh hát hay thôi. Ui, chụp liên tục luôn kìa Phúc, chụp liên tục luôn kìa. Hay hay hay, anh chụp nó nè, anh chụp nó nè, anh chụp nó nè. Lên lên lên. Còn lên nữa, còn lên nữa. Ê, cháu bay hoài luôn kìa Phúc. Nè nè, chụp nó nè, anh chụp nó nè, anh chụp nó nè. Mày, hay hay hay. Hai trái cát cỡ này thì sao di chuyển được. Thôi được rồi, buông ơi, để anh vô, để anh cái liễu vô. Mày. Và chiêu bê. Đùng. Thôi sao không chết vậy? Ủa sao không chết vậy? Đừng mà, em cao hết quanh hả? Rồi, biết con boss tiếp theo là gì mà đúng không? Florentino á. Ờ, trận này mà ra chiếc quỷ lỏ là rồi thôi xong nha. Chơi Rubber. Rồi má, hàng Luffy mũ gom đi quýnh con Florentino cũng hơi mệt à. Ê, em là Luffy thiệt luôn mà đúng không? Em có mũ gom nữa kìa. Ôi, quýnh luôn hả? Gấp vậy fan, thằng này gấp dữ vậy ta. Để anh mua đá cho, mua đá. Có thật sự là ổn vậy Phô? Nó còn chưa lên dạng V2 nữa đó. Mày. Quýnh nó đi Phô. Hay kìa, chuẩn cái đó, chuẩn bài đó. À mình có quýnh thường không Phô, quýnh thường rồi. Đẹp Phúc ơi, chịu hết nổi rồi, nhanh đi. Đang xài chiêu liên tục cho người Florentino luôn nè. Rồi rồi, mày xong rồi, quýnh phụ anh Phúc ơi. Cái gì vậy, sao em đẩy nó kìa. Ui, nó biến hình rồi kìa, chạy. Ôi, nãy phá chiêu ghê quá. Nè, anh giữ chân cái đường nè, Mày, em chết nó rồi, what the fuck. Hay dữ vậy Phú. Ôi, con này là một trong những con boss mình đã giờ quýnh thấy khó khăn nhất luôn á. À, giữ chân giùm anh được Phú, giữ chân nó lại. Rồi, quất, hay. Được không ta, smash. Canon. Vô lên ơi, vô. Cái gì anh mới vô cái em chết rồi. Bye, tao đang mê quyền, im lặng nào cô bé. Quýnh khó vậy mà không rớt bài tầm trời. Ok, và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay cuối cùng để đối đầu với tứ hoàng Big Mom để xem coi là nó sẽ ra cái gì đây. Berry Nomi. Rồi thì đây chính là combo của trái Berry với lại trái Rubber nha. Để xem coi là hai tụi mình có thể đánh bại được con Big Mom này không đây. Ê, chẳng chiếu được mà đúng không? Nhốt nó Phúc. Ê, cái gì vậy? Vậy là chiêu biết vô dụng hả? Chiêu V hay sao? Nghĩa chiêu V không lọt vô đây được luôn á. Má chiêu V nó lọt ở ngoài đúng rồi. Trời ơi, các bạn xem chiêu V kìa. Vậy là cái này của mình chỉ xài được hai chiêu thôi hả? Khó quá thì sao? Xài tập Cyborg nha. Ê, mới đâu chạy ngoài đâu, má cay rồi. Ôi, trái mạnh nhất game nha các bạn, trái quýnh boss mạnh nhất game nha. Ôi, má tính ra nhốt như vậy được nhưng mà nó vẫn mạnh quá ta. Sao quýnh nó giờ chưa chết nữa, trâu quá vậy. Rồi, một cú nó Phúc ơi, một hit nữa. Ê, để anh ơi, để anh kích liễu nha, chiêu ít. Em chết rồi hả? À. Siêu, nhưng mà dù sao thì chúng ta kết liễu được con Big Mom nha các bạn. Mặc dù hơi gian nan chút xíu và bị đắt nó chết nữa. Cũng dễ dễ à, em chết có tầm mười mấy lần thôi. Bởi vậy nên là các bạn hãy nhớ đăng ký và like video này để bị đắt đừng buồn nha, chứ chơi game gà quá.